Xin chào các bạn ha. Hôm nay mấy anh em mình có thi công mấy cái hộp đèn tròn cho vườn du lịch Mỹ Khánh các bạn. Ở đây sẵn mình quay lại các công đoạn các anh em làm để hướng dẫn cho các bạn xem tham khảo các bạn ha. Ở đây thì mình làm cái hộp đèn LED tròn này nó cũng đơn giản các bạn. Ở đây là mấy cái bạc hay LED của mình nè. Đây cái này là mình mới in về nè. Đó, nó màu xanh đẹp này các bạn. Cái bạc này là có tráng màng đấy nha các bạn. Tráng màng ở trên một lớp màng đó, lớp màng như bọc ni lông của mình vậy đó, để mà để ngoài trời chống nước các bạn. Đó, nó từng miếng vậy đó. Rồi khi mình làm mà mình cắt tròn ra các bạn, cắt tròn ra rồi mình sẽ quay từng công đoạn, từng chi tiết và vật tư cho các bạn xem để các bạn tham khảo, học được gì học các bạn. Ở đây thì mấy cái bảng hai LED, bảng hai LED hai mặt của mình nè. Mình cũng đang làm cho một số cái chỗ nhà hàng đồ tiệc tùng cho thuê nè các bạn. Cái này thì đơn giản, cái này bảng hai LED là hai mặt. Đó, mình in hai LED rồi mình hàn khung sắt rồi mình căng bạc. Mình căng bạc rồi mình ốp nhôm V xung quanh là xong cái bảng hai LED thôi các bạn. Cái này thì giá thành nó cũng mềm ghẻ nên một số khách hàng cũng ưa chuộng các bạn. Ở đây thì mình sẵn quay luôn cho các bạn xem. Còn đây nè, đó sau khi anh em cắt rồi thì cái decal nó gì này các bạn. Đó, cái decal này xong mình dán lên cái mica trắng sữa. Còn đây là LED này, LED đúc nè các bạn, LED đúc Samsung nè. Ở này 12V nè, phía sau nó có keo dán các bạn. Đó, mình dùng LED này ở trong mình dại ra cái hộp đèn chứ mình không có dùng đèn của mình, tại này nó tròn, nó cũng nhỏ, mình dùng LED này mình cặp theo. Còn đây là mấy cái khung sắt nè, này mấy khung khác sắt tròn là mình đi uống các bạn, mình lấy sắt vuông của mình đó mình uốn tròn như nè. Đó, uốn tròn hàng lại vậy đó để mình trang trí cho cái vườn du lịch trái cây Mỹ Khánh đó các bạn. Đó, nhiều vậy đó các bạn. Rồi tí mình vô chi tiết mình quay các bạn xem. Đó, đèn LED nó gì nè. Đó, đèn LED này thì làm đa dạng các bạn ơi, làm là hộp đèn LED hay hộp đèn tròn nhỏ này cũng được, hoặc là mấy cái bảng vuông thì mình làm cũng được. Mình lột keo phía sau này ra là mình dán vô thôi. Nó chỉ có hai cái sợi dây âm dương đó, 12V là mình nối tiếp nha các bạn. Ở trên nó có cái, nó ghi đó, cái bên cộng cái bên trừ nó để 12V các bạn. LED này là LED đúc nhựa 1.5W các bạn. Còn này là foam này mình uống để mình làm xung quanh cái viền của cái hộp đèn tròn này các bạn. Cái này là foam 5 ly. Đó, foam 5 ly các bạn đo gọc ghê đó, theo cái khung mà cái khung sắt hồi nãy mình uống á, mình cặp tròn theo, mình dán keo thôi. Ở đây là mình quay mấy anh em đang làm cho các bạn xem nè. Đó, foam thì mình gọc ra tùy theo cái chiều cao của cái bảng thôi. Ví dụ chiều cao của cái bảng này là khoảng 1 tấc 2 tấc 3 các bạn. Đó, mình cặp đèn LED bên trong với cái nguồn adapter bên trong, rồi mình chừa dây ra, mình chừa dây âm dương ra nữa, mình câu vô điện 220 là nó sáng các bạn. Cái nguồn adapter này mình giấu bên trong bảng luôn. Đó, phía bên trong này thì mình dây điện mình dán keo sát vô vậy các bạn nè. Đèn LED nè, các bạn để xa một cái này bạn chia ra khoảng như 4 tấc vậy đó, một cái chở đều cái vòng tròn này nè. Mình đặt cái nguồn adapter vô, mình dán keo cho dính vô. Cả ngoài là cái foam 5 ly nó cũng cứng lắm các bạn. Phía trên cái thành của khung sắt tròn này thì mình dán keo hai mặt vô. Cái keo hai mặt đỏ này chuyên về dán alu nè các bạn. Đây nè, keo này nè, keo này các bạn thợ này đang cầm nè, cái keo đỏ này nè. Đó, mình dán về một lớp rồi một hồi mình lột ra, mình dán cái tấm tròn của cái mica trắng sữa có dán decal lên, mình dán lên rồi mình xịt keo tùy theo các bạn xài thôi. Có thể mình xài silicon trắng sữa hoặc là cái silicon trắng trong đều được, nhưng mà ở đây cái bảng của mình màu trắng thì mình nên làm cái silicon loại trắng sữa các bạn. Silicon bây giờ đa số người ta xài là của Apollo không các bạn ơi. Apollo nó tốt và nó chắc á, thương hiệu của Mỹ á. Đó, mình dán keo rồi mình ốp cái miếng này lên thôi, ốp cái miếng tròn này lên, rồi khi mà nó dính thì mình kèm thêm cái keo Apollo vô, keo silicon Apollo vô. Đó, bạn các bạn canh cho ngay ha. Đó, có thể mình lấy, mình làm một cái điểm tựa gì đó, mình lấy cái sắt hoặc cái thước mình để ngang để mình canh theo cái dòng chữ đó các bạn. Cái dòng chữ nó ngay, nó thẳng theo cái cây thước là cái bảng mình nó cân đối. Nó cân đối, nó thẳng để khi mình treo lên, dọc hai bên đường chỗ cái đường mình trang trí á, thì cái này nó sẽ thẳng đều. Không thôi cái vòng tròn nó mà khi mình hàng lên nó bị xây lệch so với các vòng tròn còn lại là nó không có được các bạn, nó xấu lắm á. Mình phải can cho ngay hết đó. Mấy em thợ này bắt đầu can cho ngay nè, chỉnh lại nè. Đó, mình chỉnh theo cái lần trên của cái chữ đó cho nó đều với nhau, rồi bắt đầu mình cố định cái keo các bạn, cố định cái keo cho cứng lại. Đó, mình gạch, mình lấy mực, nghĩ là mình biết cái điểm đó là cố định rồi đó, là nó ngay rồi đó, ngay so với mấy cái vòng tròn còn lại mình dựng hai bên đấy các bạn. Có một số thành phẩm mấy anh em đã làm rồi nè. Đó, bắt đầu mình dán keo. Ở đây mình xịt keo Apollo trắng sữa đó. Đó, mình xịt giáp mí với cái mà keo hai mặt đỏ đó các bạn. Mình chừa lại, đây mình quay cận cảnh các bạn coi nè. Đó, cái này thì bên trong mình xịt keo trong cũng được. Bên ngoài cái viền thì mình xịt keo trắng sữa cho nó liền với nó tiệp màu với cái phôm trắng các bạn. Đó, mình xịt vậy rồi mình lột cái keo hai mặt ra. Mình lột keo hai mặt ra xong là mình để cái vòng tròn lên là khít vô là được. Đó, bây giờ keo đó, mình lột keo hai mặt đỏ xong bây giờ cái miếng tròn này mình ập lên. Mình ập, mình can theo cái mí hồi nãy mà mình mới canh cho nó ngay các bạn. Mình mới lấy viết, mình lấy mực đó. Đó, mình để vô thôi, cũng đơn giản các bạn. Khi nào mà mấy anh em đi gáp mấy cái bảng này ở trong vườn Mỹ Khánh nè, mình quay luôn cái công đoạn lắp gáp cho các bạn xem. Các bạn chờ đón xem mấy clip đó của mình ha. Rồi lắp gáp rồi thành phẩm rồi luôn, mình cũng quay lại cho các bạn xem để các bạn tham khảo. Đó, mình chỉnh, mình can cho ngay các bạn. Cái này thì nó ngày xưa mình làm thì mấy cái vòng tròn lớn này mình lấy đèn tròn rồi mình để vô khi mà chưa có đèn led các bạn thì nó không có đẹp. Bây giờ có cái đèn led này mình gắn, mình dán xung quanh ấy đẹp hơn. Đây là, này là miếng mica trắng sữa này các bạn. Đó, mica trắng sữa sau khi mình dán decal vào nè, nó tròn, nó đẹp vậy đó. Miếng mica trắng sữa này thì kích thước tròn này thì mình lên cu gel mình thiết kế, rồi bên mình có máy cắt CNC hoặc laser thì các bạn, thì người ta cắt cho mình. Đó, nó cùng kích thước với cái miếng decal. Mình in tráng màng về rồi mình lột ra mình dán vô thôi. Trước khi làm mình vệ sinh cho kỹ đặng cho nó đừng có nổi đốm các bạn. Để đèn khi mình giả lên nó có cái đốm thì nó kỳ lắm, nó không có đẹp. Đó, đây là mấy thành phẩm của mấy anh em làm được 2-3 vòng tròn này các bạn. Đó, mấy cái vòng tròn này mấy anh em làm rồi nè. Chỉ còn cái viền nó còn hở, nó chưa khít thì nữa mình dặm mấy keo silicon sữa vô là được. Hôm nay mấy anh em làm cũng khá nhiều các bạn. Cái này thì đi ráp ngoài trời cũng hơi cực á. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đó, thành phẩm này thấy đẹp không? Đó, mình chừa ra cái chui gì nè. Đó, mình chừa ra cái chui gì là mình ghim mình sáng rồi đó. Cái phôm 5 ly thì nó cũng dày, rồi nó cũng cứng các bạn. Đó, dán cuộn sắt đấy các bạn thấy không? Đó. Cũng đơn giản thôi, cái này làm các bạn mà chịu khó học cũng đơn giản thôi. Để bây giờ nghiệp trai ghim các bạn xem nè. Đó, nó sáng lên này các bạn. Mình ghim ban ngày nắng cháy vô cái tiệm quá nên cũng không thấy được các bạn. Nhưng ban đêm thì đốt lên đẹp đó. Nè, để mình xây các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không? Đó. Còn đây là miếng foam nè, miếng foam trước khi anh em cắt nè. Đó, mấy foam này làm tiếp mấy cái hộp đèn tiếp nè các bạn. Đó, foam 5 ly mình gọc ra từng miếng vậy nè. Mình gọc cái chiều ngang của cái chiều dẻo các bạn. Hôm trước mình có làm video hướng dẫn về gọc foam này rồi nè. Các bạn nào mà chưa coi thì coi lại cái clip đó. Clip mình hướng dẫn gọc foam đó, với chi tiết mấy loại foam đó. Đó nè, bạn coi cạnh nè, foam 5 ly nè. Hộp đèn này mình làm foam 3 ly cũng được các bạn ơi. Hộp đèn này nó tròn mình keo cố định, nếu mà foam 3 ly nó dễ lủng vậy hư rồi. Đây ở đây thì mình còn một sấp cái decal nè. Đó, cái này mấy anh em cắt rồi nè, chuẩn bị làm tiếp nè các bạn. Cắt tròn ra rồi nè. Mới in về thì chưa có chọn gì. Nó dính liền 2 miếng hoặc 4 miếng tùy theo size máy của người ta in cho mình thôi. Mình về mình lấy kéo mình cắt gì nè. Đã chán màng rồi mình cắt gì nè. Đó, mình cắt từng miếng như này các bạn. Cũng đơn giản các bạn ơi, in thì đặt người ta in thôi, thiết kế của gheo đặt người ta in thôi. Đó, rồi về dán vô làm thôi. Dụng cụ cũng đơn giản thôi. Thước, dao gọt giấy. Đó, rồi kéo cắt, rồi keo silicon, vít bắn, đèn LED, nguồn. Đó. Để mình ghim thêm các bạn khác thành phẩm cho các bạn xem nè. Trời sáng quá, nắng chói tiệm nhiều quá bạn ơi nên không có thấy được. Đây để mình ghim lên đó, nó sáng cực nè các bạn thấy không? Đó. Nó sau khi ghim lên nó đẹp vậy nè. Tới ban đêm là ghim lên là nó còn sáng dữ nữa các bạn. Ghim lên là đẹp dữ lắm luôn á. Để trong mica trắng sữa mà. Đó, thấy đẹp ghê không? Đó, quá trời đẹp luôn các bạn. Mình lắp lên thành phẩm với một số LED trang trí nó đẹp các bạn. Đây, đó mình dán khít vậy đó. Đó, mình dán mình vuốt các bạn cho nó khít hết. Đó, mình dán khít hết vậy đó là gần xong các bạn. Đó, mình dặm keo vòng nữa đặng cho chống nước, đặng cho nước nó đừng ở vô trong các bạn. Đó, cho nó tiệp màu luôn. Cái này là keo silicon trắng sữa đặng cho cái viền nó tiệp màu luôn. Nó tiệp màu với cái cạnh foam ngoài các bạn. Nó tiệp màu luôn đặng cho nó đẹp. Rồi qua bề thứ hai cũng tiếp tục vậy như mấy cái vòng tròn khác thôi. Vệ sinh trước, đó, vệ sinh trước cho nó sạch. Bên trong thì đèn LED mình đã gắn rồi. Mình để dây thì các bạn nhớ dán cho nó sát vào dưới tấm foam luôn các bạn. Dây bên trong cái lồng của các bạn tròn đó. Để khi mà mình mở lên mà dây nó lồng thòng ra là nó nổi lằn các bạn. Ánh sáng nó sẽ nổi lằn. Ở ngoài mình nhìn vô thể thấy cái lằn của cọng dây điện là kỳ lắm các bạn. Mình trước khi ấy mình phải dùng keo. Các bạn dùng keo dán sắt hay keo dán sắt hoặc keo silicon thì cũng được. Các bạn dán cho nó dính vô. Rồi đây là thành phẩm các bạn. Đây, thành phẩm sau khi xong mình phải vệ sinh các bạn. Đây mình lấy cana nè. Đó, mình có cana để mình vệ sinh nè cho sạch các bạn. Tại đôi khi mấy anh em làm trong tiệm tay chân cũng dính này kia dơ. Trong quá trình mình làm mình động đậy nhiều cũng dơ. Trước khi mình làm gáp vào thì mình vệ sinh cho nó sạch. Đó, lịch sự ha, cho nó mới rồi mình chở để mình gáp thôi. Đó, anh em lau. Rồi khi dính này dính kia mình giao cho khách nó xấu, người ta cằn nhằn cũng khó lòng các bạn. Mình phải vệ sinh thật sạch như nè. Đó, mình vệ sinh mình chùi. Đó, mình chừa cái gâu ra thôi. Mình chừa cái gâu đèn ra mình xài thôi. Đây, cái gâu đèn này các bạn thấy không? Ừ. Cái gâu đèn mình chừa ra mình câu âm dương là được. Tiếp giáp hai cái đầu của cái foam 5 ly thì mình bắn vít cho nó câu vô. Để thôi cái keo nó chịu không nổi nó sẽ bung ra các bạn. À, bây giờ mấy anh em vệ sinh hết rồi bắt đầu mình chuẩn bị mình đi gáp đó. Rồi nữa để mình câu mình quay cái khâu mà mấy anh em gáp cho các bạn xem ha. Rồi video của mình làm hướng dẫn làm về chi tiết cái hộp đèn LED tròn này cho các bạn xem nó là hết ha. Nếu bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn và đón xem những video tiếp theo của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.